Vợ chồng Khởi My Kay Vinh Khánh đòi mưa tới chúc mừng cho Ni Ngô. Cặp ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện tình tứ trong buổi ra mắt MV mới của đồng nghiệp. Khởi My và Kay Vinh Khánh chở nhau bằng xe máy đi sự kiện chiều ngày 26 tháng 7. Đôi vợ chồng bị mất mưa giữa đường, phải chạy như bay từ chỗ gửi xe vào nơi tổ chức buổi ra mắt MV của Johnny Ngô. Khởi My Kay Vinh Khánh mới đính hôn được vài tháng, họ tiết lộ sẽ cưới vào cuối năm nay. Hơn chồng 4 tuổi, nhưng nhìn Khởi My rất trẻ trung xì tin. Cặp đôi tới chúc mừng ca sĩ Johnny Ngô ra mắt MV Ai Khiến Em Như Vậy. Trước mặt bà xã, Kay Vinh Khánh vẫn thoải mái đùa nghịch, ôm chặt Johnny, khiến chàng ca sĩ la oai oái vì ngượng. Ưng đại vệ mặc bánh bao đến chung vui với Johnny. Ca khúc Ai Khiến Em Như Vậy do chính Johnny sáng tác, nhà sản xuất Danny Metro hỗ trợ thực hiện. MV sử dụng hiệu ứng đồ họa chuyển động nhìn khá lạ mắt. Sau sản phẩm này, Johnny Ngô dự định sẽ thực hiện nhiều dự án âm nhạc mang tính đột phá. Diễn viên Tí Hon Xuân Tiến cũng là một trong những người bạn thân thiết với Johnny Ngô. Đại nhân ủng hộ đồng nghiệp mạnh dạn thực hiện những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Ca sĩ Minh Sù vui vẻ hội ngộ bạn bè trong sự kiện. Thanh Duy cũng tới chung vui với Johnny trong ngày ra mắt sản phẩm mới. Ca sĩ Mia sexy với cây đen, tôn làn da trắng với phong cách gợi cảm. Johnny chụp ảnh kỷ niệm cùng các fan ruột. Anh thấy hạnh phúc vì luôn có những khán giả trung thành ở bên mình kể cả trong thời khắc khó khăn nhất. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!